Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, bão số 4, một cơn siêu bão sắp đổ bộ vào Trung Quốc. Trung Quốc đóng cảng và đường sắt trước khi bão số 4 đổ bộ, trong bối cảnh đất nước hiện vẫn đang đương đầu với hậu quả của mưa lũ. Hãng thông tấn Xinhua hôm nay đưa tin cơn bão số 4 dự kiến đổ bộ vào tỉnh ven biển phía đông Chiết Giang rạng sáng ngày mai 1 tháng 7 năm 2023. Giới chức Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ 3 với cơn bão và yêu cầu đóng cảng đường sắt trong khu vực bão có thể đổ bộ. Để phòng ảnh hưởng từ bão số 4, chính quyền Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên, bảo tàng công cộng, đồng thời cảnh báo người dân dừng tụ tập quy mô lớn trong nhà lẫn ngoài trời. Hơn 150 tàu bao gồm cả chở khách và chở hàng được sơ tán khỏi khu vực. Tính tới ngày hôm nay, 29 tháng 6 năm 2023, cơn bão số 4 nằm ở khu vực ven biển cách Tương Sơn, tỉnh Chiết Giang khoảng 640 km về phía đông nam. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Bão số 4 dự đoán sẽ gây ra mưa lớn tại các tỉnh khu vực Chiết Giang, Thượng Hải và bán đảo Đài Loan. Bão số 4 đổ bộ Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Hà Nam, miền Trung đất nước vừa hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục khiến ít nhất 58 người chết. Chính quyền Hải Nam đang dần xử lý đống đổ nát và lưu thông lại những con đường chất đầy xe cộ, đồ đạc bị lũ cuốn trôi. Đợt mưa lũ được ghi nhận 1000 năm có một ở Hà Nam ảnh hưởng tới hàng triệu người và thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Quan chức ứng phó khẩn cấp của tỉnh Hà Nam cam kết chính quyền sẽ làm sạch và khử khuẩn quy mô lớn để đảm bảo không xảy ra dịch bệnh sau thảm họa thiên nhiên. Truyền thông Trung Quốc cảnh báo bão số 4 đổ bộ có thể gây ra nhiều trận mưa như trút nước tới các khu vực của tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Đại thảm họa số 2 tiếp tục giáng xuống đầu Trung Quốc khi ngày hôm qua 28 tháng 6 năm 2023, thông tấn xã của nước này cho biết một trận mưa lũ mịt mù tiếp tục càn quét thủ đô Bắc Kinh khiến ngôi nhà của em trai ông Tập Cận Bình bị nước tới nóc. Còn một khu resort 5 sao của cô em gái Tập cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km về phía nam Trung Quốc cũng đã bị mưa đá rơi trúng làm cho tan hoang. Nhiều người cho rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục nổi dậy trừng phạt chính quyền ông Tập Cận Bình, vì hôm qua ông ta vẫn cho máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông bất chấp những cảnh báo của thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mẹ thiên nhiên đất trời vẫn tiếp tục cho mưa ùn ùn kéo tới và đánh sập ngôi nhà của em trai ông Tập cũng như khu resort của em gái ông ta. Thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, hôm qua ngày 29 tháng 6 năm 2023, trong một bản tin về dự báo thời tiết cho biết trận lũ số 1 chưa kịp đi qua thì ngày hôm qua Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu trận lũ số 2 khi lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp tăng nhanh chóng đạt 53.000 m3 trên giây và dự kiến lưu lượng nước này chảy vào con đập Tam Hiệp có thể đạt lên mức độ cao nhất 59.000 m3 trên giây. Các thành phố như Vũ Hán, Tứ Xuyên, An Huy, Chiết Giang, Thượng Hải và những khu vực phía nam của Trung Quốc vẫn tiếp tục bị chìm trong biển nước. Hiện những nơi này vẫn nâng mức cảnh báo lên thang màu đỏ. Đây là mức cảnh báo cao nhất của mưa lũ. Theo truyền thông nhà nước của Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm qua 29 tháng 6 năm 2023, Trung Quốc đã hứng chịu ngày thứ 50 liên tiếp những cơn mưa to gió lớn khiến mực nước ở nhiều con sông của Trung Quốc tăng cao và làm cho 1.995 ngôi nhà cao tầng bị sập, 153 người thiệt mạng và mất tích, cầu cống, đường xá, bệnh viện, trường học bị cô lập. Trong khi đó, mực nước ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc nối với con sông Chiết Giang cũng cao hơn mực nước cảnh báo là 2,5 m. Một số đoạn đê bao quanh Hồ Bà Dương cũng đã bị vỡ do dòng nước lũ ồ ạt chảy qua, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa xung quanh. Hồ Thái Hà ở thành phố Thượng Hải cũng phải gánh chịu báo động đỏ sau khi nước dâng cao hơn 1 mét so với mức an toàn. Đứng trước bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng năm nay là một năm đại họa của Trung Quốc. Còn theo các nhà tiên tri dự đoán, từ nay đến cuối năm, Trung Quốc tiếp tục còn hứng chịu rất nhiều những tai họa mà ông trời ập đến. Trung Quốc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng toàn cầu khi đầu năm thì dịch Covid-19 hoành hành. Bây giờ lại đến lũ lụt, động đất. Trung Quốc được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa cho thế giới, gây ra sự xáo trộn không hề nhẹ cho nhân loại, và tính đến nay đã có ít nhất 4,6 triệu người dân của Trung Quốc đã phải rời bỏ nhà cửa. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết hôm kia ngày 28 tháng 6 năm 2023, mưa lũ đã đánh sập tòa nhà cao tầng. Đây là căn nhà riêng được xác nhận là của bà Hoa Sơn Ánh, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc. Qua ngày 29 tháng 6 năm 2023, lũ ống còn tiếp tục nhấn chìm một ngôi nhà 9 tầng của em trai ông Tập Cận Bình và sa phẳng một khu resort 5 sao của em gái ông ta. Đứng trước tình hình cấp bách báo động kể trên, ông Tập Cận Bình được cho là đã triệu tập các giới chức cao cấp của Bắc Kinh để tiến hành một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua, 29 tháng 6 năm 2023. Để bàn bạc đưa ra những phương án phòng chống lũ lụt. Bởi vì theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, tối nay đến hết tháng và sang nửa đầu tháng sau, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những trận mưa to đến rất to, nước ở những nơi thượng nguồn vẫn đổ về dồn dập và trên trời vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Ngoài ra có hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, động đất và mưa đá. Chính vì vậy mà cơ quan đầu não ông Tập Cận Bình đã phải cho tiến hành họp gấp ngay trong đêm. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, viết rằng nước lũ ở đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo đỏ 12 mét. Ông Tập triệu họp khẩn cấp vào ngày hôm qua. Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ thiên tai dưới sự chủ trì trực tiếp của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Theo Ủy ban Tài nguyên nước của sông Dương Tử, lưu vực con sông sẽ đón những trận mưa lớn và mưa to. Nước đổ về Tam Hiệp sẽ ngày càng nhiều, gây áp lực lớn cho công tác kiểm soát lũ tại Trung Quốc. Và mới đây thì Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Ông Tập chỉ ra rằng kể từ đầu tháng tới bây giờ, các cơ quan của Trung Quốc đã hoạt động tương đối tốt nhằm ứng phó với lũ lụt và đạt kết quả đáng khả quan bước đầu. Ông Tập nhấn mạnh rằng phòng chống và cứu trợ lũ lụt có ảnh hưởng quan trọng đến tính mạng và tài sản người dân, cũng là chính là vấn đề an ninh quốc gia. Theo Chủ tịch Trung Quốc, việc kiểm soát lũ đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Mưa lớn ở khu vực sông Dương Tử là rất nghiêm trọng, con đập Tam Hiệp đứng trước nguy cơ bị vỡ. Ông ta yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan phải tăng cường phối hợp với người dân nhằm phòng chống lũ lụt một cách hiệu quả nhất. Ông Tập nói thêm rằng chính quyền địa phương các nơi cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đặt an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân lên hàng đầu, phải cải thiện khả năng dự báo mưa lũ và thảm họa, phải tăng cường bảo vệ các con đê cùng các cơ sở hạ tầng quan trọng và vận hành những dự án bảo tồn nước một cách hợp lý, cần phải phối hợp phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh và công tác cứu trợ cứu nạn trên toàn diện đất nước Trung Quốc. Trong bối cảnh mà mưa lũ diễn ra phức tạp ở Trung Quốc, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó là Giang Tây và tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp và dòng sông Dương Tử chảy qua. Thưa quý vị, có một điều được cho là cực kỳ vô lý khi tình hình trong nước của Trung Quốc đang mưa to, gió lớn, động đất và lũ lụt càn quét, làm rất nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm và cuộc sống của người dân đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, thuốc men thì thiếu thốn, dịch bệnh thì hoành hành, còn lương thực cạn kiệt. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục ngang ngược đưa tàu chiến và máy bay tiến ra ngoài Biển Đông. Ở đây đã áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây ra rất nhiều những bức xúc cho các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ. Theo trang tin ABC News, một trong những trang tin chuyên theo dõi đường đi của tàu thuyền cũng như các hoạt động trên Biển Đông, đã cung cấp những hình ảnh vệ tinh cho thấy có thể Trung Quốc đã điều 4 chiếc máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc chiếm đóng một cách phi pháp. Tạp chí Tham đã dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy có ít nhất 4 chiến đấu cơ của Trung Quốc thực hiện phi pháp trên quần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông. Đây là hành vi được cho là cực kỳ nguy hiểm cũng như ngông cuồng phía Trung Quốc khi liên tục quấy nhiễu ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Khối ASEAN đã liên tục lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ tất cả những cảnh báo trên, liên tục điều tàu chiến, máy bay tiến ra ngoài Biển Đông, áp sát quần đảo Hoàng Sa để bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa, đe dọa trực tiếp đến an ninh an toàn cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất thế giới. Trước tình hình đó thì Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Australia, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, trong đó có cả Nga đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam và xua đuổi phía Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn ngang ngược cho tiến hành những cuộc tập trận. Bất chấp trong nước, Trung Quốc đang gặp mưa to, gió lớn, động đất và sóng thần. Và đứng trước những mối đe dọa trực tiếp từ phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh rằng tôi xin nhắc lại, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn là của Việt Nam và nó phù hợp với cả luật pháp quốc tế. Việt Nam cho rằng những hành vi gây mất an ninh, an toàn ở ngoài Biển Đông là đi ngược với cam kết với cả quốc tế. Chúng tôi cho rằng tất cả các quốc gia phải có nghĩa vụ và lợi ích chung trong việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. cũng như hiến chương của Công ước về luật biển Liên Hợp Quốc năm 1982, yêu cầu phía Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bành trướng, gây hấn, bắt nạt cũng như ngỗ ngược ở ngoài Biển Đông ngay lập tức. Nếu không, cái giá phải trả của Trung Quốc là rất đắt. Đại diện Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng đã lên tiếng nói rằng những hình ảnh máy bay của Trung Quốc xuất hiện ở ngoài Biển Đông trong bối cảnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang cho điều hai nhóm tàu sân bay tác chiến tên USS Theodore Roosevelt và USS Hawaii đang tập trận chung ở ngoài Biển Đông với các nước trong khu vực. Và đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần qua, Hải quân của Mỹ đã cho tiến hành những cuộc tập trận chung để đảm bảo cam kết với cả đồng minh cũng như đối tác trong khu vực về một khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định và giữ vững an ninh. Mỹ cũng nói rằng sẽ bảo vệ Việt Nam trước bối cảnh mà phía Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép. Mỹ coi Việt Nam là đối tác tin cậy số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang cho bắn đạn thật và phóng tên lửa, gửi thông điệp cứng rắn tới chính phủ Trung Quốc rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động vô lý ở ngoài Biển Đông. Nếu không, Hoa Kỳ cùng kết hợp với một số nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc. Và liên quan tới những vấn đề mưa lũ cũng như về Biển Đông, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị tới các bản tin tiếp theo. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo. Nếu như đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại trong phần bình luận. Đội ngũ của chúng tôi sẽ kịp thời giải đáp. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.